Xin chào cả nhà đang xem video, và hôm nay em Nhung sẽ giới thiệu một ô đất hai mặt tiền với đất biệt thự diện tích là 266 m², nô góc, xây nhà rất là đẹp luôn. Với diện tích là 266 m², một mặt là 23 m và một mặt là 12 m, trục chính để kết nối từ đường 33 m ra khu trường học quốc tế, và kia em sẽ ra trục đường 33 m để quay cho cả nhà xem. Trục đường 33 này là trục đường đi từ quốc lộ 2B để đi vào khu đô thị và ra sang siêu thị Big C, hay còn gọi là siêu thị Go đấy ạ. Với đường trục chính mà ô cạnh góc băng số 2 của đường 33, ô đất thì xây nhà rất là đẹp tại vì là lô góc và với diện tích là gần 300 m², 266 m và mặt tiền là 23 m và mặt tiền 12, nhà vuông đẹp, vị trí đắc địa. Đây ạ, đấy, đường 33 m rất là đẹp và rộng hai chiều luôn. Và khu đất biệt thự nhé cả nhà. Ô đất này hiện tại giá cũng đang rất là hợp lý. Dự kia, đấy là đường 33 m để thông sang đường Đinh Tiên Hoàng. Xung quanh dân cư ở rất là đông, toàn biệt thự, khu ở dân trí cao. Đây, đất của chúng ta ngay kia thôi và nhà cũng đang xây rồi ạ. Đấy. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung. Và với giá là 26 triệu một mét, ô đất rất là đẹp. Với diện tích hợp lý, vừa tầm tiền của nhiều người. Và em Nhung còn rất nhiều ô đất diện tích từ 86 m² cho đến 400 m tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên, giá hợp lý và rất là rẻ. Cả nhà có nhu cầu mua đất thì nhớ liên hệ cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình. Và vị trí của lô đất rất là đẹp, là băng 2 của đường 2 đường 33 và là trục chính để đi ra khu trường học. Vì vậy mà vị trí rất đắc địa và đẹp. Với hai mặt tiền và diện tích cũng khá là rộng, xây biệt thự nhà vườn rất là đẹp và thoáng. Cả nhà có nhu cầu mua đất thì nhớ liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào cả nhà.